phải lực điền, nhưng vai em luôn nặng. Nặng gánh áo cơm và nặng chuyện học hành. Mười bảy tuổi chưa phải là người lớn, nhưng từ rất lâu em đã đa mang bởi gia cảnh nhọc nhằn. Một buổi đến trường, một buổi cùng cha cưa cây mướn. Nhiều năm qua, em Đoàn Ngọc Sơn, lớp 11A8, trường Trung học Phổ thông Cái Tắc, hầu như không hề biết đến những cuộc vui chơi cùng bè bạn. Tháng tư đau đáu chờ mưa, nhưng hai cha con Sơn chỉ mong những ngày đổi nắng. Bởi nắng dù gay gắt nhưng còn có việc làm, cũng đồng nghĩa nhà còn có thêm chút gạo. Sơn và hai em còn được đến trường, đến lớp. Chỉ còn một cánh tay khỏe mạnh nên anh Đoàn Văn Đô chỉ biết xót lòng nhìn con đang tuổi ăn tuổi học đã phải lo bươn chải phụ giúp gia đình. Khi chưa bị tai biến thì đôi tay này làm hết công việc nặng nhọc trong nhà. Nhưng hơn 4 năm nay, anh Đô không tự mang vác một mình do nửa người bị liệt. Mặc dù đôi vai nhỏ của Sơn đã tự nguyện gánh gồng việc nặng thay cha, nhưng những nguy hiểm từ cái nghề cưa cây này đã bao lần anh Đô không lường trước. Cây nó ngã hút rồi nó không tới mình. Hay đâu cái gió nó ngã xuống nó xè nhánh ra nè. Cái nhánh đâu khoảng chừng bị lớn. Quất trúng phải. Quất trúng nhẹ đầu cái là tét nè. Đi bệnh viện mai hết 8 mũi. Tét vào đầu, giờ đợt đó tốn cũng triệu mấy. Hồi lúc chưa có bệnh thì cũng quyết tâm là nói ra thì chưa nói, nhưng mà hứa với lương tâm mình là lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng bị giờ thì bị không may là bị cái bệnh tai biến này, nan y này, thì tương lai của Sơn thì chỉ trông cậy giờ nó, giờ là nó sự cái quyết tâm của nó học hành, học đến đâu thì mừng tới đó, chứ giờ nói trước thì cũng chưa dám nói. Bởi không có gì chắc chắn ở tương lai nên từ năm lớp 7 Sơn đã có nguy cơ bỏ học vì cha đau yếu. Nhưng thấy con buồn, anh Đô và chị Trang lại tiếp tục cho con mặc áo trắng học trò. Cũng từ lúc đó Sơn càng ý thức mình phải cùng cha lo gánh nặng gia đình. Những ngày không còn cây để vác, Sơn lại ra rẫy cuốc đất phụ mẹ trồng rau. Hơn 3 công đất này, gia đình Sơn thuê lại của người hàng xóm từ khi đến thị trấn Cái Tắc lập nghiệp. Đất không phụ lòng người chăm chỉ, những luống rau xanh tốt đã giúp cả nhà Sơn có đồng ra đồng vào cùng lo chuyện áo cơm. Nhưng nỗi lo của chị Nguyễn Thị Thu Trang là mảnh đất mình đang canh tác đã được chính quyền địa phương quy hoạch xây dựng một công trình khác, nên rồi đây không biết nguồn sống của gia đình sẽ ra sao.
dãy cái này cỡ. Giúp bên kia là làm không kịp bỏ. Còn bỏ chưa hôm qua nữa. Chiều nhỏ 3 lít rồi đó. Ủa nhỏ xuống. Không có lít không bán. Ngay cả căn nhà không kính mưa kính nắng này cũng sẽ không còn là nơi nương tựa cho cả gia đình 5 người với 3 đứa con cùng đi học. Chị Trang kể quê chồng ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Trước đây anh Đô cũng có đất đai, đào ao nuôi cá, nuôi giấc mơ làm giàu. Nhưng thế thời lận đận, đợt cá năm đó anh chị lỗ trắng tay, đất đai nhà cửa bán hết để trả nợ. Vợ chồng con cái phải xa quê làm mọi nghề sinh sống. Cắt lúa mướn sống qua ngày vậy đó. Như cắt chỗ này hết rồi cái đi qua đồng khác, cái che tấm cao su lên, cái rồi đi cắt nữa, hai chồng đi cắt với thằng lớn. Lúc đó nghỉ hè rồi, bắt thằng lớn đi làm. Năm đó là anh Sơn mấy tuổi chị? Lúc đó Sơn mới có học lớp 4 à. Ừ, nhớ không biết mấy tuổi mà học lớp 4 nó là đi đó, trai mà nó làm như con gái vậy đó. Thấy mình buồn như nghèo quá thì kệ gắng lên chứ đâu biết làm sao giờ đâu. Mỗi một mùa đi học thì để mua một cái áo mới cho con thì đối với gia đình mình thì có không? Không có năm nào mà mua chứ, chỉ con Ngân á thì nó vô học lớp 1 thì mua học tới lớp 5 luôn. Còn thằng Sơn á, nếu mà nó học lên lớp 6 thì mua một lần một thôi, học tới lớp 9 luôn. Rồi lên lớp 10 thì mua học tới lớp 12 luôn, chứ không có năm nào mà mua đồ năm đó. Thêm kim thì tẩy rồi bận chẳng bận vậy luôn, chứ không có mua. Một cái áo mới cho con cũng làm mũi lòng người mẹ nghèo đầy tâm trạng. Còn nói chi đến những vật chất đắt tiền. Sống trong cảnh thiếu thốn đã quen nên ba anh em Sơn cũng chưa từng đua đòi theo bạn bè, mà chỉ quẩn quanh phụ mẹ phụ cha và cố gắng học tập giỏi. Sơn là anh lớn nên càng hiểu rõ cảnh nhà, lòng đầy lo lắng nếu một mai vì hoàn cảnh gia đình mà phải dở dang việc học hành. Em rất là lo, tại vì gia đình mình không được khá giả cho lắm, lại gặp nhiều khó khăn nữa, lại phải ba anh em cùng một lúc đi học, nên em nghĩ là mình học được lúc nào hay lúc đó, tranh thủ mỗi lúc để mình học. Còn nếu như khi gia đình đã không còn khả năng lo cho em học nữa thì em sẽ về phụ giúp ba mẹ thì tiếp tục lo cho hai đứa em ăn học. Nhưng mà đâu cam lòng. Dạ. Tại vì mình đã cố gắng học hết một năm rồi, đã phấn đấu gần bước vào đại học, cổng trường đại học. Nếu như mà bắt em phải dừng tại đây, tiếc nuối lắm. Sơn không muốn sự nuối tiếc kia đến với mình, nên trong ánh đèn đêm em tận dụng thời giờ để học. Đứa em gái cũng cùng anh chăm chỉ học hành. Có lẽ thời gian chính là thước đo bền bỉ nhất cho quyết tâm của mỗi con người. Và Sơn đang thử lòng mình như thế. Khoác lên mình chiếc áo học trò, Sơn hòa nhập cùng bạn bè qua từng trang sách mới. Với vai trò bí thư chi đoàn lớp, Đoàn Ngọc Sơn luôn thể hiện phẩm chất của một đoàn viên thanh niên gương mẫu, cả về tác phong đạo đức lẫn thành tích học tập. Em học giỏi hầu như tất cả các môn, mà đặc biệt những cái môn tự nhiên em học rất là giỏi, trên 8 phẩy hết. 11 năm, đây là thành quả của cậu học trò nghèo. Chỉ còn năm cuối cùng của cấp trung học phổ thông, liệu rằng cánh cửa đại học có rộng mở để Sơn thực hiện hoài bão lớn, trở thành người hữu ích để giúp đời.
Hoa phượng nở đầy sân báo hiệu một mùa hè đã đến. Ngày trở lại trường trung học phổ thông Cái Tắc, chúng tôi được biết tin kết thúc năm học này, Đoàn Ngọc Sơn lại tiếp tục ghi tên mình vào bảng danh dự học sinh giỏi của trường và còn đạt huy chương vàng tại hội khỏe phù đổng năm 2015 môn đẩy gậy. Học bổng hoa lúa 10 triệu đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang và nhà tài trợ là công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC trao tặng càng tăng thêm ý nghĩa với cậu học trò nghèo nhưng giàu ý chí. Sự chung lo của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, sự chia sẻ của các thầy cô là nguồn động viên lớn giúp em Đoàn Ngọc Sơn và gia đình sớm vượt qua khó khăn. Thì hiện nay cái gia đình của em Đoàn Ngọc Sơn rất là khó khăn hiện nay trong cuộc sống. Thì với mục đích của cái chương trình trao học bổng qua lúa VFC tiếp sức cùng nông dân thì để giúp cho em Đoàn Ngọc Sơn có một cái nghị lực để đến trường, đến lớp. Gia đình của em thì rất túng thiếu, nhưng sự hỗ trợ giúp đỡ số tiền này thì nhưng trang trải học hành cho nó một mớ, còn một mớ thì cũng trang trải trong nhà trong cho hai đứa em nó học tiếp theo. Chương trình hoa lúa đã tiếp cho em rất là nhiều nghị lực trong suy nghĩ, nghị lực để em học tập, tạo cho em một niềm tin trong cuộc sống, giúp em vượt qua những khó khăn trước mắt và có thể đạt được những ước mơ mà hoài bão của mình.